Tôi tin. À, xin kính chào quý vị. Hiện chúng tôi đang có mặt ở tại nhà thờ Grace Lutheran ở Huntington Beach, ở thành phố Huntington Beach, đường Edinger và đường sau phía sau của trong nhà thờ chính của Grace Lutheran Church. Chương trình buổi đại hội đoàn kết cộng đồng của Hội đồng tham vấn cộng đồng người Việt tị nạn miền Nam Cali sẽ bắt đầu trong giây lát. Xin mời quý vị nhớ đón xem. Dạ, xin có nước ở đây hay nước thì có dịp tự nhiên dùng, tại vì trước khi chương trình bắt đầu, tôi cũng xin nói là hôm nay là đại hội đoàn kết cộng đồng. Chúng tôi là hội đồng tham vấn cộng đồng người Việt tị nạn miền Nam California, gồm có Hòa thượng Thích Chân Thành, hiện tại Phạm Văn Khảm, cá nhân tôi là giám mục Trần Thanh Vân, bác sĩ Gia Đình Hữu và ông Nguyễn Văn Tánh. Chúng tôi đứng ra đây tổ chức đại hội nhằm mục đích là gắn kết tất cả hội đoàn, đoàn thể, dân cử làm việc chung với nhau ở trong một năm mới này. Cho nên mặc dù là hiện nay ở trong phòng hội còn vắng vẻ, nhưng mà tôi nhìn thấy những khuôn mặt chính đã có mặt, đó là cái vấn đề. Thành ra tôi rất là vui mừng thay mặt cho ban tổ chức và hội đồng tham vấn chào mừng đến toàn thể quý vị có mặt buổi chiều hôm nay. Xin cho chúng ta cho một tràng pháo tay thật là lớn. Xin chị Bích cho mỗi người một lá cờ giùm em. Đại hội mình gọi là rất thành công, cho nên chúng ta cùng đứng lên để làm lễ chào quốc kỳ cũng như một phút mặc niệm, và kính mời ông Lê Quang Dập sẽ hướng dẫn trong thời gian này. Hướng về biểu tượng Tổ quốc Việt Nam, trân trọng kính mời được quý vị nghiêm trang chào quốc kỳ. Lễ chào quốc kỳ quốc gia Việt Nam bắt đầu. Who's crushed wise and right?
sĩ quốc gia đã anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc, không để từng nữa đồng bào được bỏ mình trong rừng sâu những cả vì lý tưởng tự do. Sau cùng Phúc Hoàng Điểm để tưởng nhớ các nhà dân chủ sau năm 1975 đã đứng lên đòi quyền sống của con người và đã hy sinh tức tưởng của các kẻ tù cộng sản Việt Nam. Và trong cộng sản và tay sai
cũng như là ông là Foundation cái đền thánh Đức Thánh Trời, quý vị đã biết. Dạ, người thứ hai ở trong đó thì cũng là một trong nhiều năm mà ngài luật sư Tập Thái Văn, cựu dân biểu, và ông là người đấu tranh ở tại đây. Dạ. Và kế tiếp là luật sư Nguyễn Quốc Lâm, ông là khu học chánh ở tại miền Nam Cali. Dạ, một lần nữa tôi xin trân trọng tại ban tổ chức chúng tôi thì không có giới thiệu lắm, chúng tôi sẽ nói. Dạ, sao? Và người kế tiếp là ông Hà Thế Duyệt, là người phải nói là ở trong một cái đảng phái mà Việt Quốc mà đã từ xưa đến từ cái trong nước tới bây giờ, ông qua vẫn tuổi già vẫn phải nói là tiếp tục với cái sứ mệnh làm cái việc đấu tranh cho đến ngày hôm nay. Và cái người kế tiếp, anh Tạ Trung, là chủ tịch hay là trưởng ban giám sát hội của cộng đồng người Việt quốc gia tại miền Nam Cali. Anh Nguyễn Kim Bình, phó chủ tịch cộng đồng Việt Nam Nam Cali. Hai cái cộng đồng, một cái cộng đồng của Tạ Trung là cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali, còn cộng đồng của anh Nguyễn Kim Bình là cộng đồng Việt Nam Nam Cali. Đó. Thì tôi sẽ cái hàng ghế này là hàng ghế dưới nha. À, kế tiếp là anh Nhan Lũ, anh Nhan Hôm Mai. Dạ, anh Nhan Hôm Mai là đại diện cho bên quốc dân đảng. Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Việt. Dạ, anh Nhan Hôm Mai. Dạ, kế tiếp chắc ai cũng biết là anh Nguyễn Tất Lạc, anh là cựu chủ tịch cộng đồng Việt Nam Nam Cali. Và kế tiếp nữa là anh, một cái người đã hứa trung lập, anh là thủ quỹ cho đền Đức Thánh Trần, anh Lê Quang Dập, anh là phải nói là anh làm nhiều chức vụ về Phật giáo, anh là một trong những huynh trưởng lâu năm và coi cả cái miền, và anh là cũng là phó chủ tịch phụ tá cho anh Phan Người Dân ở đền Đức Thánh Trần. Dạ. Và tôi xin trân trọng giới thiệu anh Vũ Hoàng Hải, là đại diện cho khối 8406. À, tôi xin trân trọng giới thiệu kỹ sư Trần Thanh Hiệp, sĩ trương quan, sĩ quan hội pháo binh. Dạ. Tôi xin trân trọng giới thiệu anh Dương Quốc Tài, cũng là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Dạ. Tôi xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Tất Đồng, anh là tổng thư ký đại biểu quốc dân đảng, anh từ ở Los Angeles tới. Dạ. Tôi xin trân trọng giới thiệu anh Thành Nguyễn, hội thân hữu Phước Long. Tôi xin trân trọng giới thiệu anh Lâm Quang Thành, hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia tại Nam Cali. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Hứa Trung Lập. Cái chữ viết tên ông Bùi, anh Bùi Cường, anh Bùi Cường là một nhân sĩ ở tại miền Nam Cali. Và tôi xin trân trọng giới thiệu anh Phan Văn Đa, không có chức vụ gì ạ. Thì ai Phan Văn Đa vậy? Dạ, rồi tôi xin giới thiệu anh Lương Quốc Tiến, đại diện đảng Tân Đại Việt. Tôi xin trân trọng giới thiệu anh Trung Minh Châu, là cũng bên đảng Tân Đại Việt, anh là thủ quyền của bên đảng Tân Đại Việt. Dạ. Tôi xin trân trọng kỹ sư Lâm Nguyễn, anh là cũng đã nhiều năm trong cộng đồng Việt Nam Nam Cali và cũng là tổng thư ký của cộng đồng Việt Nam Nam Cali. Tôi xin trân trọng giới thiệu Thanh Ngọc của là cộng đồng Pomona. Dạ, xin chào bạn. Dạ. Và một lần xin trân trọng giới thiệu cô Kim Trang. Phụ nữ hay quá. Về phía thì về phía không biết là còn chắc chắn là còn thiếu sót thì chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu. Tôi xin được trân trọng giới thiệu quý vị truyền thông báo chí. Thứ nhất là ông Nguyễn Văn Tòa, là truyền thông của cộng đồng người Việt quốc gia liên bang. Anh Việt Hưng, đài Việt Phố, ký giả Việt Hưng, đài Việt Phố. Ký giả Thanh Huy, báo Việt Báo. Ký giả Thiều Minh là Việt Nam Library Network Orange. Rồi anh David là Sài Gòn TV. Xin tất cả chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng đến quý vị ký giả ở trong vùng Orange County của chúng ta. Dạ,
chúng kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình giao lại cho giám mục đó, thì tại sao năm vị ở đây mà chỉ có ba vị mà chúng tôi chưa có tên, thì kính thưa toàn thể vị, ông Hiền Tài Phạm Văn Khảm, dạ. Phạm Văn Khảm ông đang bị bệnh rất nặng và chúng tôi đã thăm viếng ngày hôm qua đến đây. Ông muốn rất cố gắng để đi đến đây dự có mặt thôi, nhưng mà thực sự thì sức khỏe quá yếu không đi được. Nhưng mà mặc dù là không có đi được, nhưng mà tí nữa sẽ trên cái phone là ông Hiền Tài sẽ có đôi lời để chào mừng đến tất cả quý vị. Rồi còn là Hòa Thượng thì hiện nay thì đang đang trên con đường ông đi một làm số lễ làm lễ tang ở đây. Hòa Thượng thì mặc dù lớn tuổi nhưng mà vẫn tham gia và vẫn tích cực để góp cho cái công việc chung của cộng đồng chúng ta. Nhưng mà rất tiếc là ngài có cái chương trình đến đây rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì có hai cái đám tang mà ngài phải làm lễ, mà người chết thì không có hẹn trước, cho nên đó là cái mà chúng ta phải thông cảm điều đó. Cho nên là ngài đang làm lễ tang cho một số các quý vị, nhờ ngài làm vấn đề đó, cho nên chúng gọi điện thoại cũng không được, tại vì đang trong hành lễ, cho nên chúng tôi cũng không dám gọi điện thoại. Cho nên đó là cái vấn đề tại sao mà không có Hòa Thượng với lại Hiền Tài Khảm, chỉ có ông bác sĩ Gia Đình Hữu cá nhân tôi và ông Nguyễn Văn Tánh. Đó là trong cái hội đồng tham vấn. Dạ, tôi cũng xin trân trọng giới thiệu bác sĩ Võ Đình Hữu. Ông nguyên là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, vì ông là chủ tịch cộng đồng Bona và ông là đồng chủ tịch hội đồng liên kết quốc nội và hải ngoại. Dạ, xin mời ông Hữu. Bác sĩ Võ Đình Hữu. Thì vấn đề nghị quyết 36, nghị quyết 36 đã được thực hiện. Quý vị biết là nghị quyết 36 đã ra đời ngày 26 tháng 3 năm 2004, và họ tuyên bố là thực hiện cái nghị quyết này. Họ bỏ ra bao nhiêu triệu để thực hiện cái nghị quyết này, nhưng họ xâm nhập vào cộng đồng của chúng ta rất khó. Quý vị còn nhớ là 1999, ông Trần Văn Trường là chủ nhân của cái tiệm mướn băng video ở trên đường Bô Sa, chỉ có treo cái hình ông Hồ Chí Minh và treo cái cờ Mão đó thôi ở trong tiệm nha, phải không? Mà cộng đồng của chúng ta phản đối mãnh liệt. 53 ngày đêm, có những đêm hơn 20.000 người đứng ra để mà phản đối. Quý vị thấy phải không? Cuối cùng là mình dẹp được cái đó. Nhưng mà nghị quyết 36 rất tinh vi. Nghị quyết 36 họ rất khôn ngoan. Họ dùng rất là nhiều mánh khóe khác nhau, tiền bạc, danh vọng đã mua chuộc những người quốc gia để mà làm việc cho họ, rồi họ gài những người của họ vô trong cộng đồng của mình, làm lũng đoạn cộng đồng, làm chia rẽ cộng đồng, làm cho người này nghi kỵ người kia, hội đoàn này nghi kỵ hội đoàn nọ, đảng phái này nghi kỵ đảng phái kia, chủ tịch này nghi kỵ ông hội trưởng nọ, thì làm cho cộng đồng của chúng ta lúc nào cũng bị xáo trộn, bởi vì nghị quyết 36. Và cái năm rồi là cái năm tệ hại nhất của cộng đồng. Tôi nói hôm rồi là ở cái thời gian 1999 đến bây giờ là 2019. Một chiếc xe, quý vị ở đây ai cũng biết hết, một chiếc xe Camry mà sơn cái màu gọi là dark gray, là màu cho đậm á, màu xám đậm á, treo cái lá cờ bên ngoài bự thiệt là bự, đủ tên các thành viên ở trong hội đồng tham vấn. Chúng tôi để trong, bây giờ chúng tôi mới giải thích cho quý vị. Sở dĩ đáng nhẽ chúng tôi lên ngồi đây
Nhưng mà chúng tôi không ngồi đây, chúng tôi phải đứng ở đây để cùng với quý vị giơ cao ngọn cờ để ngăn chặn hiểm họa mất nước, để giết cho bằng được nghị quyết 36, tiêu diệt nó, đừng để nó phát triển thêm. Tôi mong mỏi quý vị rằng quý vị đừng ngồi ở trong văn phòng nữa, đừng ngồi ở cái ghế chủ tịch nữa, đừng ngồi ở cái ghế hội trưởng nữa, mà quý vị hãy đi ra và làm việc, và làm việc rõ ràng. Đừng mị dân, ở đây rất nhiều người mị dân, quý vị thấy chưa? Mị dân là gì? Mị dân là xung đoàn kết, mà nói với đoàn kết không có mặt, quý vị thấy rõ ràng chưa? Đó là mị dân. Cho nên đó, cho nên đó là cái vấn đề chúng ta thấy. Và quý vị ở đây chúng ta nhìn thấy được vấn đề để chúng ta cùng nắm tay lại. Bởi vì quý vị biết, tôi nói một điều cuối cùng, cái con mối á, mình thấy nó không có giá trị, mình thấy không, bởi vì nó có chút xíu mà mình chỉ bóp nó một cái là nó dẹp lép chết liền, bởi vì nó có một chút xíu thôi, nó bằng cái đầu tâm thôi. Nhưng mà không để ý nó đó, nó ăn sạch cái nhà của mình luôn. Lúc đó mình mới hay nghị quyết 36 nó giống như vậy. Cho nên á, tôi kêu gọi quý vị ngày hôm nay, tất cả quý vị ở đây có mặt, chúng ta sẽ nghe một số người phát biểu, rồi chúng ta sẽ cùng quyết tâm nói với đồng hương của chúng ta tại đây. Chúng ta không ngồi ở văn phòng nữa, không ngồi cái ghế chủ tịch nữa, không ngồi cái ghế hội trưởng nữa, không ngồi cái ghế thị trưởng nữa, mà chúng ta cùng nắm tay đi ra để làm việc cho tổ quốc, quê hương, dân tộc và cho cộng đồng của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe lời phát biểu của tôi. Xin cảm ơn giám mục đã nói rất là đầy đủ rồi, tôi không cần nói thêm. Nhưng mà quý vị thấy này, hôm nay đó anh Nguyễn Văn Tấn bay từ New York và đi xe đò xuống đây là vì sao? Tình hình Nam Cali không những lưu tâm ở đây mà khắp nơi trên nước Mỹ đều lưu tâm. Và chúng tôi, đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Công đoàn Hải ngoại, tại sao tới đây? Là vì ngay Việt Nam cũng rất lưu tâm. Hội đồng Liên kết, Hội đồng Liên tâm Việt Nam đã kêu điện thoại và nói về chúng tôi về vấn đề ở đây. Thành điều cái điểm nóng của Little Sài Gòn là khắp thế giới đang lưu tâm ở đây. Và như giám mục đã trình bày rất rõ ràng, chúng tôi không cần nói lại nữa. Tuy nhiên, chúng tôi xin vắn tắt thế này. Sau 45 năm tị nạn, chúng ta đã thành công rất nhiều ở Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Chúng ta đã có 5 vị tướng ở Hoa Kỳ, mới đây là 5 giờ 5 vị tướng. Chúng ta có thống đốc ở Úc Châu, thượng nghị sĩ ở Canada, dân biểu liên bang ở Mỹ, dân biểu tiểu bang, thượng nghị sĩ tiểu bang, và rất nhiều khoa học gia, bác sĩ thành công hết. Thành lực lượng hải ngoại, lực lượng rất mạnh nếu chúng ta biết đoàn kết. Và Little Sài Gòn là thành phố tiêu biểu cho người Việt tị nạn. Do đó hôm nay chúng tôi rất vui mừng thấy đông đủ quý vị đã tham dự. Chúng tôi mong rằng chúng ta sẽ nói chuyện, đúc kết và làm sao mà để có cơ hội để làm cái giải pháp đem lại sự đoàn kết và tạo sức mạnh cộng đồng Việt tại đây. Và chúng ta sẽ lắng nghe sự bày tỏ của tất cả quý vị ngày hôm nay. Xin quý vị mạnh dạn lên tiếng và đóng góp để cùng nhau chúng ta sẽ làm lại một Việt Nam vững mạnh, không những ở tại Little Sài Gòn mà khắp nơi trên toàn nước Mỹ và thế giới. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn bác sĩ Võ Đình Hữu. Kính thưa tất cả quý vị, thì hồi nãy giờ tương đối là cũng mất nhiều thời giờ, khá mất nhiều thời giờ. Chúng tôi thành thật xin lỗi, tại vì quý vị cũng biết rằng có những cái dữ kiện mà cần tất cả mọi người nói lên tiếng nói để mình thấy rằng cái sự kiện kết nối nó đến được bao nhiêu. Đó là một điều cần thiết trong cái buổi hội nghị. Tôi xin cần giới thiệu ông Phan Kỳ Đơn, Chủ tịch Liên Ủy ban chống Cộng sản và Tây Sơn. Xin mời ông lên mấy với ông và kế tiếp là Trần, luật sư Trần Thế Văn. Kính thưa quý vị quan khách có mặt ngày hôm nay, thì hai cái chữ đoàn kết thì đây là niềm mơ của tất cả mọi người có tinh thần quốc gia dân tộc. Nhưng mà chúng ta không làm được.
chưa làm được, không biết chừng nào làm được. Trước tiên thì chúng tôi cũng cảm ơn thị trưởng Tạ Đức Trí có những hành động và những cái nghị quyết tích cực cho cộng đồng. Nhưng mà đối với các hội đoàn, các tổ chức khác, tôi thấy gần như thờ ơ với việc chống cộng. Trở lại vấn đề cờ đỏ xuất hiện không đúng như giáo mục dân nói, nhưng mỗi lần cờ đỏ xuất hiện liên ủy ban đều có khi phải ra tòa vì có những hành động gần như bạo lực đàn áp cái người mà chạy chiếc xe cờ đỏ sau dàn đó. Thành ra nói như vậy không có nghĩa là chúng ta quên lãng việc chấp cộng, nhưng mà điều quan trọng ngày hôm nay chúng ta đưa ra một cái phương thức nào để mà ngăn chặn được cái nạn tranh quốc cộng. Việc bàn giao giữa Mỹ và Việt Nam thì chúng ta thấy rõ ràng chúng ta sống trên đất nước thượng tôn luật pháp, chúng ta tôn trọng luật pháp. Một thằng Việt Cộng xuất hiện, chúng ta không thể tới đánh nó, chúng ta không thể bạo lực với nó được. Do đó những cái nghị quyết mà cấm cờ đỏ hay là cấm Việt Cộng xuất hiện rất quan trọng đối với mỗi thành phố. Và tôi hy vọng rằng trong tương lai những vị dân cử phải có thái độ như thành phố với dân thường để mà tiếp tay với nhau mới ngăn chặn được làn sóng đỏ. Rồi đối với các hội đoàn, những cuộc ngăn chặn như vậy bằng những cuộc biểu tình phải cố gắng tham dự. Đừng quên rằng thời gian dù 45 năm trôi qua nhưng mà chúng ta vẫn kiên trì một lòng giữ làn ranh quốc cộng. Vì Mỹ với Việt Nam đã bàn giao, chúng ta không làm gì hơn ngoài những biểu tình phản đối, ngoài những nghị quyết của khả năng của mỗi nghị viên của mỗi thành phố. Đó là điều mà chúng ta làm được. Ngoài ra, tôi xin thưa, dấn thân 25 năm nay, chúng tôi rất hoan nghênh cái tinh thần của người Việt. Nhưng mà cái tinh thần đó chưa đồng bộ, phải nói là chưa đồng bộ. Nhiều người chưa dám hy sinh, nhiều người không dám biểu tình, sợ nhìn mặt rồi không về Việt Nam được, không buôn bán với Việt Nam được. Đó là điều mà chúng ta quan tâm. Ngày hôm nay tôi mong rằng chúng ta đưa ra một cái giải pháp nào cho nó hoàn hảo. Chuyện đoàn kết từ từ rồi sẽ đoàn kết, vì sự thật nó sẽ đi vào sự thật. Những ai chống cộng là họ sẽ đoàn kết, những ai không chấp cộng, những ai nằm dùng những tên Việt Nam rồi nó cũng bị loại ra theo thời gian, vì không có chuyện gì mà giấu được. Lửa không thể lấy giấy mà gói được. Thành ra tôi tin tưởng rằng sự đoàn kết rồi cũng sẽ tới. Mọi người thấy được trách nhiệm của mọi người, và cái trách nhiệm đó điển hình là chúng ta thượng tưởng Đức Thánh Trần để mà có trách nhiệm với dân tộc và đất nước để giữ nước. Chúng tôi hy vọng cuộc họp ngày hôm nay chúng ta quên đi những gì việc, bắt đầu đưa cái tinh thần dân tộc và đất nước lên trên hết để mà chúng ta cùng nhau bắt tay, quan trọng là hỗ trợ cho người dân trong nước có sức mạnh để mà lật đổ chế độ cộng sản trong tương lai. Xin cảm ơn quý vị. Đại hội đã kết thúc và chúng tôi rất là cảm ơn sự hiện diện đông đủ của quý vị. Bây giờ để bày tỏ cái hành động nãy giờ mình nói không, bây giờ mình hành động một cái. Xin mời tất cả quý vị đứng hàng ngang bên đây, chúng ta chụp tấm hình để giơ cao ngọn cờ. Quý vị, tất cả quý vị có mặt hôm nay là đại biểu của đại hội ngày hôm nay. Rồi sau đó thì quý vị muốn ngồi lại để nói về thành lập ban tổ chức 30 tháng 4 thì chúng ta ngồi lại, còn các vị rất là nhiều quý vị phải bận công việc phải đi. Xin quý vị nhanh, chúng ta còn mỗi
chụp cho nó cái. Hai con lấy cái ghế đó ra đi. Để cho cái gì. Dạ. 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 Đừng có Dạ. 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 Rồi, rồi, đi vô lên, vô lên. Ok, ok, làm lại, làm lại, làm lại. 1, 2, 3. Đằng sau dơ cao lên. Rồi.